Hello, xin chào toàn thể các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video của mình ngày hôm nay. Mình biết là có rất là nhiều kênh YouTube được tạo ra không chuẩn SEO, cho nên là đối tượng xem của kênh hoặc là chính bản thân của những chủ kênh YouTube đó khi lên trên YouTube để tìm lại kênh của mình cũng không tìm ra hoặc là tìm ra những cái kênh tương tự và họ cũng không hiểu nguyên nhân là vì sao. Cái điều này cũng đã từng xảy ra với mình từ những cái thời gian đầu tiên mình mới làm YouTube, tức là khoảng 2 đến 3 năm về trước. Tuy nhiên ngày hôm nay mình mới có thời gian để làm cái video này để chia sẻ cho các bạn một số nguyên nhân cũng như là cách khắc phục cái lỗi này. Trong video ngày hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn những cái vấn đề liên quan đến một kênh YouTube như là cách tạo một tài khoản email mới để chúng ta sử dụng và tạo một cái kênh YouTube mới, cách phân biệt một kênh YouTube chính với một kênh YouTube thương hiệu là như thế nào, hay là làm sao để đặt tên kênh YouTube đi liền với tên miền website của kênh YouTube đó để phục vụ cho những anh em kiếm tiền online sau này, họ có thể sử dụng website đó link với kênh YouTube này một cách dễ dàng nhất. Và tất nhiên là trong video ngày hôm nay chúng ta vẫn sẽ tập trung vào cái việc làm cách nào để tìm ra được một cái tên kênh YouTube chuẩn SEO nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào từng phần một các bạn nhé. Và để tạo ra một cái kênh YouTube mới thì cái việc đầu tiên chúng ta cần làm đó là tạo một cái tài khoản Gmail mới. Việc này nó rất là dễ dàng đối với các bạn nam, tuy nhiên là đối với vài chị em phụ nữ thì nó lại không hề đơn giản và các bạn thường phải đi nhờ hàng xóm làm cái việc này giúp đỡ mình. Cho nên là những ai đã biết cách tạo một cái tài khoản email mới thì có thể bỏ qua cái đoạn video này, còn những ai chưa biết thì hãy tiếp tục xem nhé các bạn nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng lên trên trình duyệt Google Chrome hoặc là cốc cốc, chúng ta gõ mail.google.com để vào khu vực đăng ký tài khoản Gmail mới các bạn nhé. Rồi chọn tạo tài khoản. Tại khu vực này thì chúng ta sẽ điền họ và tên của chúng ta. Hoặc là nếu các bạn muốn tạo một cái kênh gì đó thì các bạn hãy đặt luôn tên kênh tại đây cho mình. Ví dụ như là họ và tên mình gõ là Lương Bùi này, để lát mình mô phạm cho các bạn xem ở bên trong. Tên người dùng, ví dụ như là mình đặt tên kênh email của mình là Mr 102 123456 gì đấy, a@gmail.com. Chúng ta không cần gõ a@gmail.com nữa bởi vì ở đây nó đã điền sẵn cho chúng ta rồi. Mật khẩu và xác nhận là mật khẩu, rồi chúng ta bấm vào tiếp theo thì coi như chúng ta đã tạo được một cái tài khoản email mới thành công, và đây cũng chính là cái tên kênh chính của chúng ta, đó là Lương Bùi hoặc là Bùi Lương gì đấy. Và bây giờ chúng ta hãy cùng vào youtube.com để phân biệt được đâu là một tài khoản chính và đâu là một tài khoản thương hiệu. Nó cũng chính là cái cách phân biệt một kênh chính và một kênh thương hiệu nha các bạn nhé. Ngay sau khi các bạn đăng ký một tài khoản Gmail mới thành công rồi thì nó sẽ tự động login ở trên youtube.com cho các bạn, bởi vì YouTube và Google thật ra nó là một công ty. Rồi các bạn kích chuột vào đây. Các bạn có thấy không ạ? Tại đây thì cái chữ Lương Bùi chính là cái chữ mà mình đã tạo ở trên cái phần họ và tên ấy, họ và tên trên email đấy, thì tại đây nó sẽ hiển thị ra cái tên kênh của mình là Lương Bùi luôn. Đây chính là cái kênh chính của mình. Và để đảm bảo chắc chắn đây là cái kênh chính thì các bạn click vào chữ cài đặt ở bên dưới này. Rồi chọn cài đặt nâng cao. Và kéo xuống bên dưới thì tại đây thì nó sẽ có một dòng đó là di chuyển kênh đến một tài khoản thương hiệu. Thì đây chính là cái kênh chính của các bạn. Để thay đổi tên kênh thì các bạn hãy vào lại đây. Rồi chọn kênh của bạn. Và chúng ta chọn tùy chỉnh kênh và chọn cài đặt, rồi chọn kênh. Khi mà thay đổi tên kênh có nghĩa là các bạn sẽ phải thay đổi cái tên tài khoản Google của bạn và kích vào tài khoản của bạn, rồi chúng ta chọn tại đây và thay đổi. Mình sẽ thay đổi là kênh chia sẻ chat và lưu.
Rồi các bạn quay trở lại hoặc là thoát ra đều được. YouTube.com và cắt cái phần này đi. Các bạn có thấy không? Kênh của mình đã được thay đổi thành kênh chia sẻ. Và kênh này thì các bạn hoàn toàn có thể tải các video lên và nó có chức năng đúng là một cái kênh YouTube. Mà bây giờ mình sẽ đi tạo một kênh YouTube mới để cho các bạn hiểu được đâu là một kênh thương hiệu nha các bạn nhé. Mình lại vào đây này. Vào cài đặt. Thêm hoặc quản lý. Mà như các bạn đã nhìn thấy rồi thì hiện tại thì mình đang có một cái kênh YouTube, tức là cái kênh mà các bạn đang xem đấy, đấy chính là cái kênh thương hiệu của mình. Bây giờ mình sẽ đi tạo một cái kênh thương hiệu mới cho các bạn xem. Kênh thương hiệu này mình lấy là kênh chia sẻ nhá. Kênh chia sẻ độc đáo để cho nó khác cái tên kênh ban đầu đi để cho các bạn xem. Rồi chúng ta bấm create. Hay nếu các bạn Google của các bạn đang cài đặt tiếng Việt ấy thì tại đây thì nó sẽ hiển thị cái chữ khởi tạo. Rồi các bạn có nhìn thấy không? Đây là một cái kênh YouTube mới mình vừa mới tạo. Để kiểm tra đây là kênh chính hay là kênh thương hiệu thì chúng ta lại vào đây. Vào đây và bấm vào cài đặt. Rồi vào cài đặt nâng cao. Chúng ta kiểm tra dòng chữ này, chuyển kênh sang tài khoản Google hoặc là sang một tài khoản thương hiệu khác. Vậy thì đấy chính là cái kênh thương hiệu mà các bạn vừa mới khởi tạo xong. Tóm lại, một kênh chính với một kênh thương hiệu thì nó sẽ khác nhau ở những cái điểm sau. Kênh chính thì các bạn sẽ chỉ được sử dụng một cái email khởi tạo ban đầu để quản lý cái kênh đấy. Cái điều đấy sẽ rất là khó khăn cho các bạn sau này khi mua bán kênh. Nếu mà chúng ta bán kênh thì chúng ta phải bán luôn cả cái tài khoản email của chúng ta. Mà nếu chúng ta sử dụng cái email đấy vào những cái công việc chính của mình thì cái việc bán kênh và bán luôn cái email chính của chúng ta là một điều rất là khó khăn và gần như là không thể. Còn một kênh thương hiệu thì các bạn có thể sử dụng nhiều tài khoản Gmail để quản lý cái kênh này. Nó rất là thuận tiện cho nhiều người cùng làm việc để phát triển một cái kênh YouTube. Và thường thì những YouTuber nổi tiếng ở trên thế giới cũng như là những cái YouTuber, những bạn nào đang làm YouTube thường thì sẽ chọn cái kênh thương hiệu để phát triển. Và điều này nó sẽ rất là thuận lợi cho các bạn sau này khi mà bán kênh thì các bạn sẽ bán cái kênh thương hiệu này và các bạn không cần phải bán cả cái email của mình. Quay lại một trong những cái chủ đề chính của video của chúng ta ngày hôm nay, đó là nguyên nhân làm sao mà những cái kênh YouTube các bạn tạo ra lại khó để tìm thấy ở trên YouTube đến như vậy. Thì nguyên nhân đầu tiên mình có thể kể đến đó là do các bạn đã quá chủ quan lúc đặt tên kênh. Các bạn không lên trên YouTube, các bạn không lên trên Google để gõ để xem những cái tên kênh của mình, cái tên kênh của mình chuẩn bị đặt nó có trùng với cái kênh của bạn nào trên đấy hay không. Do đó các bạn cứ thế mà đặt linh ta linh tinh. Như vậy thì sẽ dẫn đến là có rất là nhiều kênh nó tương tự nhau, nó bị trùng nhau ở trên YouTube. Và những cái kênh nào mà có nhiều video cũng như là có lượng xem và thời gian xem nhiều thì YouTube sẽ ưu tiên trỏ đến cái kênh đấy nhiều hơn. Cho nên là các bạn sẽ không thể tìm thấy cái kênh của mình đâu. Mới đầu tiên mình mới làm thì tốt nhất các bạn cứ lên trên YouTube, các bạn gõ cái tên kênh các bạn đang chuẩn bị đặt ra, ví dụ như tên kênh của các bạn là Độc và Lạ chẳng hạn. Có đúng không ạ? Nhưng mà trên này các bạn lại nhìn thấy có khá nhiều tên kênh là Độc và Lạ thì các bạn hãy tránh xa cái từ này ra và các bạn cứ đi tìm những cái tên nào kể cả tên của mình cũng được. Và sau này nếu các bạn không thích thì các bạn có thể đổi cái tên kênh sang một cái tên kênh khác. Nói chung là cái tên kênh của mình nó càng độc càng tốt và càng lạ càng tốt chứ không nhất thiết là phải lấy một cái tên nó trùng trùng nhau. Các bạn có hiểu ý của mình không ạ? Đấy, và ngoài ra khi các bạn chuẩn bị xét duyệt bật kiếm tiền thì những cái tên của mình nó không trùng với những cái tên khác thì nó không dính cái lỗi
bị spam kênh. Cái nguyên nhân thứ hai phải kể đến đó là các bạn chưa xây dựng cái bộ từ khóa cho tên kênh của mình. Và để khắc phục cái điều này thì các bạn hãy vào trên YouTube Studio để gõ cái bộ từ khóa cho kênh của mình. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách vào cái chỗ nào để các bạn có thể gõ được cái từ khóa cho kênh của mình nhé. Tại đây thì các bạn chọn cài đặt này, rồi chọn kênh. Các bạn có thấy không? Những cái từ khóa nào nó liên quan đến kênh của mình, và đặc biệt là những cái từ khóa nghiêng hẳn về cái tên kênh của mình, như là Mr 102 MMO này, Mr 102 này, hoặc là Mr.102. Những cái từ khóa nào nó liên quan đến cái kênh của mình đang làm, đó là những cái nội dung nó liên quan đến kênh của mình, thì các bạn cứ gõ hết lên trên này cho mình. Tại đây nó có bao nhiêu ký tự thì các bạn cứ gõ hết lên. Và sau các ký tự, sau các câu, các từ thì các bạn cứ phẩy vào cho mình Mr 102 kiếm tiền tại nhà chẳng. Tại nhà, rồi các bạn phẩy thì nó sẽ ra một cái từ khóa mới. Và khi các bạn làm như vậy xong rồi thì hãy lưu lại. Ngoài ra còn có một cái nguyên nhân khác. Cái nguyên nhân này có thể là cái lỗi khá cơ bản mà nhiều bạn mới làm YouTube mắc phải, đó là các bạn không cài đặt cái phần mô tả của cái kênh các bạn, cho nên là YouTube và như Google không biết đằng nào mà trỏ về. Thì bây giờ mời các bạn hãy cùng vào cái chữ tùy chỉnh, rồi các bạn chọn thông tin cơ bản, và tại đây các bạn cứ miêu tả hết những cái thông tin, mà những cái nội dung mà các bạn chuẩn bị làm trên cái kênh YouTube này. Ở đây thì các bạn cứ cố gắng chèn những cái từ khóa liên quan đến kênh của mình càng nhiều càng tốt, bởi vì họ đang cho chúng ta đến 1.000 ký tự ở đây cơ mà. Và cái nguyên nhân cuối cùng mà mình biết đó là do các bạn ra quá ít video, hoặc là ra video một cách không đều đặn. Ví dụ như đầu tuần thì ra một cái, nửa nửa tháng thì ra một cái, và cuối tháng ra một cái, hoặc là một tháng ra một cái video, thì chắc chắn là cái bộ máy tìm kiếm của Google và bộ máy tìm kiếm của YouTube nó không bao giờ nó đề xuất cái kênh của các bạn. Cho nên là hãy ra video chăm chỉ, xuất video đúng giờ và chịu khó ra video càng nhiều càng tốt, để cho cái kênh của bạn được SEO ở lên trên top nhiều hơn các bạn nhé. Vì thì như vậy thì cái kênh của bạn sẽ được tìm kiếm một cách rất là dễ dàng. Còn đối với những ai xác định kiếm tiền online và kiếm tiền tại nhà là mấy công việc chính của mình, thì các bạn đừng bỏ qua cái việc là đăng ký ngay một cái tên miền nó trùng với cái tên kênh YouTube của mình. Thì như vậy sau này các bạn SEO cái từ khóa thì nó sẽ dễ dàng hơn cho các bạn nhé. Và để kiểm tra được cái tên miền thì các bạn có thể lên trên matbao.net, hoặc là lên trên website có tên là nhânhòa.com để kiểm tra xem nó còn hay không, hoặc là các bạn có thể vào bất kỳ một cái tên một cái website nào đó để kiểm tra, nhưng mà mình thường hay kiểm tra trên Nhân Hòa hoặc là trên Mắt Bão. Bây giờ mình sẽ làm một cái ví dụ để cho các bạn xem. Ví dụ như là cái tên miền của mình là kiếm tiền online.com chẳng hạn, hoặc là cái kênh YouTube của mình có tên là kiếm tiền online, thì các bạn nên mua cái tên miền nó trùng như thế này. Nhưng mà như các bạn đã thấy thì tên miền này đã được mua mất rồi, cho nên là để mà kiếm tiền online lâu dài thì các bạn đừng bỏ lỡ cái việc là mua ngay cái tên miền của cái tên kênh YouTube của mình luôn nhé các bạn nhé. Hy vọng rằng video của mình ngày hôm nay sẽ giúp ích cho các bạn biết cách tạo một Gmail mới, cách phân biệt được một kênh chính và một kênh thương hiệu như thế nào, và cách chèn từ khóa cũng như là chọn một cái kênh ra làm sao để các bạn có thể tìm thấy cái kênh của mình nó dễ dàng hơn, và đặc biệt là nhắc nhở cho những ai chưa mua cái tên miền trùng với tên kênh YouTube của mình thì các bạn hãy mua ngay, mua càng sớm càng tốt để đảm bảo cho các bạn sau này có thể kiếm tiền lâu, kiếm tiền dài nha các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Chúc các bạn luôn luôn sức khỏe, và hãy nhớ like và đăng ký kênh của mình để theo dõi những cái video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.